đây chơi, ý ngồi nghe đá, ghế đá chơi. Mà hẹn từ nãy giờ mấy tiếng đồng hồ rồi, để mình coi bao nhiêu giờ ta. À đù, 16 giờ luôn, ý lắm, 4 giờ đuôi rồi nè. Không biết bả bị gì, hồi nãy mình điện bả nói là đỡ tôi tí, để 3 giờ tôi lại mà 4 giờ luôn. Rồi chắc bà này bị khùng nói gì á. À, để mình thử đi qua nhà bả coi, chắc là bả có chuyện gì á. Trời. À, trời ơi, mập rồi làm sao đây à? Thôi em phải chịu đựng cái mập này sao? Nhơi ơi. Nhơi ơi. Coi buồn mày coi khóc. Ủa nhớ sao nằm nào ta? Bị mập về. Rồi. Ê đừng cái gì? Mập bị mập rồi giờ sao? Ủa, sao bị mập vậy? Trời, mới uống 10 ơn Coca. Ha rồi ăn hai cái bánh pizza xong rồi ăn 10 cái hamburger à. Ăn vậy là mập luôn rồi đó. Bây giờ giờ sao? Kính sao giờ? Bây giờ bạn bây giờ hai chúng mình đi tập thể dục đi. Em là tập thể dục ở đâu? Đi theo mình nè. Ủa mà đi bơi có phải tập thể dục không? Thì đi theo mình đi là bạn biết. Khoan cái cự. Ừ, để mình chăm sóc mấy con ông thú nuôi của mình cái. Trời. Xong rồi nè. Ủa bạn đâu rồi? Trời ốm quá không thấy luôn á. Ủa mua tự nhiên bạn dẫn mình đến đây làm cái gì vậy? Thì để cho bạn chạy bộ chứ vậy. Chạy bộ từ đâu đến đâu chứ? Thì bạn chạy bộ cho để mình chạy mẫu cho bạn xem nha. Ờ. Từ ủa bạn nè. Đang đi đâu vậy? Nè bạn chạy từ đây nè cho đến đây nè, bạn coi mình chạy nè. Chạy đến đó hả? Gì xa dữ vậy? Ủa chạy vô siêu thị hả? Không, chạy đến đây nè. Mệt quá, mệt quá. Mệt quá. Mệt quá. Mệt quá. Có nhiều đó thì cũng mệt. Nè, chạy nè. Chạy từ đây đúng không? Ừ. Rồi đến đây nè, rồi sao nữa? Thì chạy lên cái mạch đích hồi nãy mình chạy á. Chạy lên đây á hả? Ừ. Chạy lên đây luôn. Hay chạy tiếp. Chạy tiếp. Chạy vô siêu thị hả? Ừ, để cho chị vô siêu thị mua cái gì chứ? Mua rau rái gì cho bạn giảm cân, hay mua trái cây cho tốt sức khỏe nữa. Trời, mình ghét mấy cái đó. Ê, còn ấy giỏ hàng không nè? Còn chứ. Để mình lấy. Để nè, giỏ hàng đây nè. Mình vô à. Mình lấy xe đẩy rồi, khỏi còn đâu. Ở trong cho ông siêu thị cũng có xe đẩy như đó. Nhưng mà lấy kiểu gì vậy? Tại vì cái này cái xe nó mình lấy ở trong túi á, còn bạn không có. Thôi đi vô nè. Rồi đi mua cái gì vậy? Ở mua. Bây giờ bạn đi mua rau đi. Đi mua rau hay mua xà lách gì á? Mua rau hay xà lách vậy hả? Ừ, mình đi mua để mình kiếm trái cây cho bạn. Nhưng mà bạn thích ăn cái gì vậy? Thì thích ăn dưa hấu, quả táo với lại là quả nho với lại là chuối. Vậy mình mua cho bạn nha. Ờ. Khoan, anh cho đi chung với mình cũng đi. Mua xong mình nhớ tính tiền á, chứ đem về người ta chửi á. Ờ, mình nhớ mà. Nấm, bắp cải, cà rốt. Vậy mình mua bắp cải một cái, cà rốt một cái luôn nha. Mấy nhỏ này nó bị gì vậy? Nó bị khùng cái gì á? Người ta đếm mua rau mà. Bí ngô mua không? Mua luôn. À, mua về trang trí để có gì à? Tới Halloween để trang trí trước đi. Để mình coi có mà cái gì. Mà mình nhớ trong túi của mình có một rau xà, một dĩa xà lách á. Bạn được đi mua, bạn đi mua đủ gì chưa? Thì mình mua được
được bí ngô, rồi bắp cải rồi cà rốt đó. Bây giờ mình đi mua rau à. Bạn đi mua trái cây em mình thích nha. Đâu rồi ta? Rau đâu rồi ta? Mình có mua này cho bạn nè. Mua gì vậy? Rồi coi để mình đi kiếm chỗ bán rác cái. Nóng hỏi bánh mì xếp xếp tay, xà rác, rau củ, trời. Nó dở mà càng nhiên nhiều kỳ dữ trời. Ê, có hamburger này mình thèm quá à, mua được không? Không được, ăn như là bạn mập tiếp á. Vậy có được uống nước ra không? Pepsi hay là uống nước lọc ho, rồi có uống Coca Cola. Tại sao vậy? Bạn uống vô là nó sinh phục, sinh bụng á. Ủa rồi bạn đâu rồi, mua đầy đủ rồi nè. Ủa cái bịch đó con không có đem về cho nội con quên đó hả? Nè, mà mua đầy đủ rồi, đừng có mua nữa, mua đầy đủ rồi. Coi chừng có tiền bạn giờ. Mua đầy đủ hết rồi. Trời ơi, mình mập quá hay gì mà cái ghế này muốn rung rồi nè. Thôi ngồi chỗ khác anh. Ủa bạn chạy đâu vậy, mà mua đầy đủ rồi. Mình đang đi tham quan á. Ủa mới vô lần đầu hay gì? Mới vô. Các bạn mới chơi á, thôi ơi ngồi đại một chỗ nè ăn đi. Chứ bây giờ mà... Vậy bạn ngồi chỗ đó đi, để mình đi tìm bạn nha. Tìm? Ủa mình đang ngồi ở đây em mà coi nhiên tìm mình làm bạn gì? Bạn thấy mình chưa? Bạn quay thử coi bạn thấy mình chưa? Nè, thấy nè. Thôi ngồi chúng mình đi. Ở trong đây có nắng đâu. Mà ấy dù làm gì trời. Chắc đây trong đây có ba treo đèn á. Nhâm. Ăn hết củ cà rốt rồi. Chứ mụ quay chưa? Dạ rồi. Dạ rồi. Bây giờ ăn đến cái gì giờ Thảo? Bây giờ ăn rau, ăn xà lách. Xà lách hả? Dở quá à. Ăn vô để cho ốm. Nè mà ăn hết một dĩa nè. Trong túi mà còn ba dĩa. Vậy thôi mình đi kiếm chỗ nào. Nhầm. Trời, ngon. Trời ơi ngon lành gì đâu. Thôi uống thêm nước lọc nữa. Chứ nãy giờ khát nước quá. Ủa mà Thảo ơi, Thảo đâu rồi? Ủa bạn đâu rồi, Thảo ơi? Nhoi ơi. Đây nè, mình đây nè. Ủa sao vậy? Mình hồi nãy mình ăn chúng cái gì, người ta tặng giờ mà thừa luôn rồi nè. Ôi trời ơi, ai tặng vậy? Không biết nữa, cái bà nội nào tên nhí gì á. Ủa, ôi nội đó, cô ăn mà, có phải cô đâu? Cái bà nọ tên Nhí chứ phải tên Như Ý, hiểu không? Tên Nhí á. À được. Thôi bây giờ bạn có ớt cát nào để cho hai tụi mình hết mặt không? Bây giờ chứ mình sẽ ăn rau. Mình ăn hết ba dĩa rau rồi. Mình trong túi mình hết sạch rau rồi. Rồi ha, để mình đi kiếm chỗ nào ăn nha. Để mình kiếm xem còn chỗ nào, còn cái nào không nha. Bạn đứng đó đi để mình kiếm bà ấy, để kêu bà ấy giải lời nguyền cho mình. Chứ mà để cái mặt thù lưu như thế này, ai mà dám đi ngoài đường chứ. Ê, ăn trứng rán được không? Trời ơi, Như ơi. Gì vậy? Cái bà nội nhí kia đưa cho mình cái phép thời kỳ quá cho mình lùn nữa nè. Trời ơi, bây giờ bạn còn lùn cho mình nữa. Bây giờ phải làm sao cho bạn cao đây? Bạn có cách bây giờ chờ mình biết cách để cao á. Bây giờ bạn bây giờ bạn chỉ cho mình anh cắt hết mặt lại đi, chứ bây giờ mình không muốn vậy đâu. Ê Nhí hả? Đúng bà Nhí tốt bụng rồi đó. Có đâu. Đúng rồi, bà Nhí làm cho mình nhỏ thấy cô teo rồi. Ủa vậy hả? Vậy bạn vậy để cho bạn nhỏ không đi. Bây giờ làm sao ao nè, bây
giờ mập mập mới gớm à. Bà ăn mấy cái rồi? Ăn mấy cái gì? Mấy cái xà lách cao củ gì á? Ba dĩa rồi đó. Ăn hết sạch ba dĩa rồi đó. Thôi hả, để mẹ kiếm tiền. À, chỉ mình thôi. Từ từ để mình đi kiếm tiền. Kiếm tiền làm gì? Tính tiền, hiểu không? À, tính tiền. Trời ơi, mình ăn hết ba dĩa rau đó mà mình quên tính tiền luôn. Bây giờ mình kiếm tiền mấy cái đó. Ok, để mình kiếm tiền cho cái ông nội nè. Cái ông nội nào vậy? Ơ, bà cô này đó. Nè, cô này nè. Ơ, chết mình lùn quá, chắc cô này không thấy đâu. Mình cao nè, mình nè. Cô Thu Ngân ơi, con ông kính tiền. Ờ, kính đâu, tiền đâu, đưa để đâu mình, cô. Để mình nói chuyện với cô này. Dạ, cảm ơn cô. Cái gì vậy? Cô này đâu hiểu gì đâu, đúng không cô? Mà này nó được khùng theo cái gì vậy? Thôi đi thôi, thôi mua nơi chứ bây giờ bà ả chửi thì kìa. Để con cho cô cái này nha. Cái gì ấy? Bạn từ từ bạn biết đi, cô này chắc thích con này lắm. Con nào đâu? Con nào vậy? Từ từ bạn biết. Nói rẻ rẻ lên đi. Cô ơi, cô Thu Ngân ơi, cô ăn bánh chili không? Cô ơi, có ăn Michelin không cô Thu? Thôi dẹp mẹ đi mày. Kìa, cô chửi kìa. Chứ là mình đã ăn Michelin rồi, cô xin lỗi cô nha. Xin lỗi thì xin lỗi. Đừng ra hỏi cái quán của cô cưới tao coi. Ủa cô khủng quá, con đi luôn rồi nè. Ủa bạn đâu rồi? Mình đi về để kiếm cách. Ủa sao mình thấy bạn còn ở trong siêu thị nè. Đi về mà không biết đường về. Đưa đây mình chỉ đường về cho. À thấy rồi, thấy rồi. Kìa cái cổng ở ngay cái số 3 kìa. Mình vô đây chi anh muốn. Vô đây để tập thể dục cho tiệc trò chơi, để tập thể dục cho người bạn cho nó hết mập á. Trời ơi. Thôi mình mập rồi, mình nhảy yếu quá. Có nhiều đó cũng yếu. Mình còn luôn mình nhảy cô không được nữa nè. Thấy chưa, mình nhảy thiệt luôn nè. Thấy chưa. Ủa bạn nói bạn nhảy không được, sao bạn nhảy được vậy? Tại vì cố gắng tập chạy á. Thôi mệt quá. Thôi cố gắng. Vì ốm. Cố lên ốm, cố lên. Mày sẽ biến thành ốm thôi. Yeah! Mình thành 7. Cố lên mua nhoi. Sao mình đớt hoài à? Giờ đến đích rồi, bây giờ làm sao để cho hết mặt nữa đây? Thì bạn chạy vòng vòng đi. Ok, mình chạy 100 vòng luôn cho bạn xem. 100 vòng của hồ nước. Yeah, mình qua rồi. Qua rồi hả? Ừ. Bây giờ mình chạy để cho người mình cao. Ờ. Mệt quá, nằm nghỉ xíu. Mệt quá. Mệt quá. Mệt quá. Mệt quá. Mệt quá đi thôi. Mệt quá đi. Mệt quá đi mất thôi. À, Thảo ơi, bạn đâu rồi? À, mệt quá à. Thảo ơi, sao bạn chẳng nói gì hết trơn vậy? Thì mình quá vui trên này không nói gì. Ủa, tại sao bà vui? Qua trò chơi dễ đi. Quá dễ luôn. Nhưng mà hơi khó. Trời ơi. Cái dòng này em còn hên á. Chứ ớ mình gặp vô cái trò nè. Mắt cua trong đua vào trước ngày vợ. Đua trong phòng học mà mình thua mà. Trời ơi, mập quá hay gì mà té luôn nè. Ê. Đúng rồi, mình cũng té là té mình luôn á. Té luôn à. Mấy bạn ơi, đừng chen đến xô đẩy. Ê. À, em bị té.
nhưng kẹt rồi. Đúng là bản thân tôi. Có giờ bạn có bị vậy không giờ? Bây giờ cái bạn ngồi kìa, cái bạn ngồi kìa. Trời ơi. Thôi bây giờ bà bạn kẹt, bạn rớt, bạn chạy, anh di chuyển cho rớt xuống hướng nè. À bạn anh quay lại lại được từ đầu á. Có người chết kìa. Không, anh đi đi ra ngoài á. Bạn điện chân, bạn anh thoát ra được chưa? Trời ơi, nãy giờ cái vòng này còn chưa xong nữa. Ủa hình như mình mới xôi bả hay gì ta? Thôi kệ. Anh nghĩ mình thắng rồi nè. Thắng ghê á, mình chưa thấy thấy bạn về đích nữa kìa. Mình sắp tới vòng cuối cùng rồi. Chừng nào tới vòng cuối cùng là bạn thoát ra ngoài rồi bạn sẽ ốm liền á. Vậy hả, có thiệt không? Thiệt. Không, mà không chịu tin đâu. Ông mình phải ấy thêm một vòng nữa mình mới chịu. Chết rồi, mình thua luôn rồi. Kìa, còn 11 giây thôi á. Yeah, mình được 20. Bạn thắng không? Ê, tính ra nó đến một nó chưa tắt luôn á. Ừ, tắt rồi nè. Vậy thôi mình đi ra ngoài đây. Thằng ốm. Còn bà thì biết thằng cao của bà thôi ta.
Ê, Moon. Moon. Hả? Ủa mình hẹn bạn nãy giờ sao bạn không qua? Tại vì mình về nhà mình tắm mẹ mình kêu á. Ủa thay đồ mới rồi hả? Ờ thay đồ mới một lát nữa mình đi học thêm nhà cô mình á. Vậy hả? Ừ. Bạn biết cắt ra không? Không. Nè em chỉ cho. Đó ra được chưa? Ra được rồi. Rồi bạn ấn nhảy á, bạn ấn nhảy á. Rồi đó. Nè hồ bơi của mình nè. Ủa bạn sắp đi học nhà cô chưa? Ừ. Khoan, từ từ để cô điện. Alo cô. Sao giờ này cô chưa đến nữa? Cô kêu bắt con nhờ vô đi học mà. Dạ cô xin lỗi cô, tại vì con qua nhà bạn con chơi. Vô học này con vô chơi cái gì nữa, đi học nè. Dạ. Ủa cô kêu bạn đi học nhà cô hả? Vậy thôi ngày mai qua nhà mình chơi kiếp ha. À hay là bạn đổi trang phục bạn đi học chung với mình đi. Ờ. Để chơi giống bạn bè. Bạn có bộ áo với mình không? Cái bộ áo với mình hả? Giống bạn hả? Mà không có. Hay là mình mặc đồ ngồi như thế nào? Khoan. Để mình. Bây giờ mặc đồ nào giờ ta? Khó chọn quá. Mình có cái váy giống bạn này mặc được không? Đâu? Đây nè. Rồi cái áo nào giờ ta? Cái áo này đi, mình thấy cái áo này đẹp nè. Đi học cô nó không được mặc đồ đẹp mà. À. Mặc cái bộ áo này đi. Bỏ áo đi. Rồi vậy cũng được á. Rồi cái mũ còn mang mũ không Thảo? Khỏi đâu, đi học mà. Ờ. Với lại mang cặp nữa. Mang cặp đúng không? Được, có lấy cặp đẹp nha. Ờ. Mà không có cặp xấu cặp đẹp gì hết trơn á. Hay mà lấy cặp con mèo nha. Ừ, giống mình quá à. Ê, để mình thay giày luôn nha. Ừ. Thay giày. Xong rồi Thảo. Xong rồi. Rồi Miên ơi. Ủa, xong rồi mua nha. Ừ, chị hai đứa mình đi học đi ha. Ok, let's go. Ok, kết thúc nha.